Ngồi mẹ kế bên máy mà. Tôi tắt âm thanh lại coi. Giống chí Bình hả? Biết Giống chí Bình, Bình ai không? Biết Dương quá không biết Giống chí Bình thôi chịu. Cô Long phải không ta? Ủa vợ chí Bình mà không biết không à? Đậu mẹ bị xét có một cặp vậy đâu không biết đậu. Ủa xét như tôi mà bạn chấm hỏi. Ủa ai à, vậy mà bảo biết chân quá một tay. Kệ đó tôi đang chỉnh cái này mà. Tự nhiên nó binh cái tôi vô à. Nó làm như tôi hồi xưa không đánh trong single đi fit hay gì á. Bạn cấu máu được mới mang thu thập được chứ. Má nó phun. Nhiều bảo chơi ghê à. Bạch Kim chứ nhầm. Má bây giờ cứ nhầm Bạch Kim được bảo thôi à. Chứ không? Hai bạn. Đề xanh vậy. Ừ.
má trưởng đồ ghê bạn. Ghê hả? Lạng 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 giống tôi vậy. Má đi với thằng này dễ quá lên vậy trời. Cứ lên rồi nó chết. Đi nè. Hai bạn. Thằng đó không tôi biết. Mẹ ngon ngon. Hay quá bạn ơi. Lên mặt nạ hay là lên cái bộ tốt ra? Em này hả? Mặt nạ đi, tới mặt nạ ngon hơn. Tại vì da xù nó có cái giáp. Bạn sóc cũng không chết được. Tôi vừa thấy bạn đánh này quá. Hình như trận đầu tôi thấy con đánh này hay sao á. Tôi đánh này nhiều mà. Nhưng mà mới thấy ok. Tôi biết cái tích mà R liên tục á. Có nè. Có chứ. Cái R nó vừa chạm đất là bấm R liền này. Nó hành cái da cái R liên tục luôn á. Như vậy là fit to win dữ chưa? Mát đấm dài mà mát em xin lỗi. Đấm giữa tâm mạnh mát cơ lên thì đấm mát em. À, bạn bảo con này tôi chịu hết vào. Dạ bạn à, ok, tôi vô ti. Bạn có tóc biến thì mai ra chạy được. Mai hoàng gia hả? Đê tiện ngỡ gia. Ma, nhãn qua liền. Phải cái liền. Ui, Samira mạnh nha bạn. Đó không ổn, bạn đổi lại món khác. Đó nếu mà tôi thấy tay không ổn tôi bảo bạn đổi qua món kia. Dương miệng suy dông á. Má chứ còn Sammy với khỏe á. Có. Hay bạn. Thôi bạn đừng đánh nó ghê để vào thế. Bạn đừng đánh nó ghê để vào. Qua con đánh này đi. Gì luôn. Hết chạy cho mày con chó hay ghét. Everyone pays. I lost my shit.
Dạ bạn nữa rồi. Phải dính hấp cung luôn mới đen ấy chứ. Lên lên vô miệng đi bạn, vô miệng đi. Vô miệng xuống dông á, rùi lại đi, rùi lại đứng lên nè nữa. Bấm vô cái đầu tiên, cái bí trượng của bạn á. Cái đó đó. Tôi sợ thằng Sammy nó một combo bằng chết à. Tao vô rồi chứ mà, mạnh phải liền luôn á. Không, nó tự có à. Mà biết nó giảm đam mà phải không? Ok. Chết. Có hút máu, hồi máu thì mê ra, pha đó nó sống. Xanh hơn tôi không? Đấy giờ tôi chưa bào khiên trụ á nha. Giờ mới bào nè. Ủa mấy anh Giê-xu hàng ta bật rồi chuẩn hả? Biết bỏ á. Thằng kia fit vậy nó không chán thì cứ fit hoài trời. Chín mạng rồi. Ta bé này ngu mới đi kiếm nó ăn mạng à. Thì xếp tiền à, hay. Đi ba món rồi nè. Ok. Bỏ là tôi bật reel nè, thấy không? Thấy bản đồ không? Nhìn bản đồ nè. Đó. Để gì bạn? Kính không kính à? Cầm một cái. Biết rồi. Tôi giờ tôi mạnh lắm rồi, giờ chỉ cần tôi đi chung một cái quét xài hết cho nó quá. Cái 4k tiền trên đồ mà. Chó ra bếp này nha, mẹ mày. Sammy boss à. Đã tôi xuống boss các bạn, xuống boss, di chuyển xuống boss thả rờ cái nè. Hình đồ cái là đẹp. Nè chuẩn bị xuống bớt nè bạn. Cái đó là xong chương trình chữ thập. Nếu bạn muốn thấy thằng nóc tuôn nó ưu tiên á, bạn nên chương trình chữ thập là thấy. Đi đi nè, đi nè. Quay đó đi.
công ty bạn à. Tôi tới nè. Má hai này phải chết, trả giá. Chí đồng đội của tao. Nó về đi. Tôi bớt chưa? Có tha người đâu ơi, chi trời. Mình tôi lấy hai cây cũng được mà. Bạn giao tết nha. Về luôn. Má không dám đánh. Né gắt đó phải không? Đấy Karin. Hánh giàu. Bạn có tầm nhìn bạn rồi không? Tôi thời rồi cái nó chết gì? Người ra bếp này ngu quá. Trốn hộ em ơi. Hai này chết hả? Mẹ nó, má cái bô phèo. Không thì đẹp rồi. Tôi tới nè. Tới ăn mạng chứ làm gì bạn. Bạn nghĩ tôi tới làm gì? Phải. Đầu tiên nghe này. Ai da. Con cặc các bạn. Tôi thấy con cặc các bạn. Rồi nè. Nè. Phải cái liền vậy rồi sao vậy? Ai da. Xe nè. Đâu vậy? Một rồi đâu vậy? Tôi bỏ rồi ở đây. Chạy. Đánh đen lộn bé mày hay mấy cái tôi đang thấy một lòn mày, tôi coi tôi mới nói coi lòn mày còn máu không đủ má. Ủa thằng kia, ủa này không bật chứ à, ông kia không biết chat nói gì vậy? Giờ lên gì bạn, người còn rửa hay sao? Nghe tao tới rồi, tới rồi. Tôi bảo bạn gì lên cái dây chuyền chữ thập thì thằng nóc tôn ulti bạn vẫn thấy bạn bắn rồi luôn cũng được. Thì lên đồ này đồ hủ mà. Nãy tôi sợ tôi không xanh, tôi mới bảo bạn lên đồ đó đó. Còn giờ tôi xanh quá rồi, bạn lên gì cũng được. Bạn muốn bắn được thì bạn lên cái đó. Ok. Top tao tiếp top. Ủa nãy giờ tôi... À tôi mua te bảo sao. Mẹ nè. Nãy giờ là tụi nó đầu game tụi nó binh như quá, tôi mua te mất tiêu. Tốt tao phá game từ đầu à. Bây giờ nè. Thôi tôi giờ on mít không chứ hết phát. On mít họ giết nó thôi. Chứ dead là làm gì nữa. Đánh chủ tới mai mới bể.
Mà cái chắc bể nè. Có không? Không có mà. Ôi thằng kia solo kill à. À, thằng nút tuôn dám rồi bạn tôi rồi nữa luôn á. Nó dám rồi tôi à. Kìa. À bắt AD, bắt AD. Ơ à, thằng này. Thằng này gan vậy. Có biến gì chưa? Ok. Nè qua đây đứng này tôi đánh cho bạn qua bên kia. Báo đi. Báo đi. Ủa nó cay gì ta? Hình như là để tôi cắm máu kính đi. Thôi, không đủ tầm. Đủ tầm thì hãy rồi. Ơ à, kìa. Vô nhà đánh bạn ơi. Đi. Tôi bỏ vài cái nút riêu cái. Coi chừng chủ bắn bạn á, đi cẩn thận. Chữ nó cái nè, tôi ba hùng. Nó tôi nể gan kìa. Má, nó đi cái hùng bên đây, tôi đặt bên đây mà tôi lên trên đây không thấy. Đéo nào phá hùng hết mà ưu tiên không mấy cái hùng. À ma. AD nó sao mạnh chứ ta? AD mạnh hả? AD nó. Thì AD mạnh tôi mới bảo bạn lên rồi đó đó. Tôi sợ bạn bốc hơi không được chơi game. Bạn cứ lỡ mấy thì quan sát cũng chết thôi. Ôi đủ má. Lên đồ như đây mà đủ mới có 270 phép ra. Phải có mũ hủy bạn ơi. Kim nhạt hơn nước ngọt hơn phải có điện mẹ mày. Đủ quá bây giờ. Không, tôi giờ tôi ăn mạng cái là tôi được hồi rồi nha các bạn. Chứ tôi làm gì ưu tiên mấy phá đó chi. Rồi mà đậu xanh á, hai hùng mà chết cái gì mà làm, tao cứ đẩy đẻ mà. Sắp có ưu tiên nha. Tôi tới nè, thoải mái. Giờ qua bên nhà đứng đó, đặt hùng luôn. Ưu tiên nè, đang tới nè. Bạn chửi không sai, Mia chết cái tôi hồi. Tôi ăn mấy mạng đó, tôi hồi ưu tiên luôn. Nên nè, đánh thoải mái. Bạn đứng ngay chỗ này cho tôi. Đứng ngay chỗ này cho tôi, tôi lên luôn nè. Bạn đánh hường vô, đánh vào, đánh hường vô, mà đánh hường vô nó, hồi mana nhiều hơn. Ôi mà coi chừng thằng kia cái, nó e bạn ở nhà, tụi lại cháu. Em này cái được không? Đây đây đây. Ok. Anh nào lại đây tôi đánh chết mẹ nó luôn. Má không đời. Trả hù cho bạn nè. Nó tiêu rồi mày sống á hả? 4 giây, 4 giây. Hết hùng, hết hùng, hết hùng. Sammy gì chết không? Hết hùng rồi. Cùng phong linh nè. Dạ cung phong linh dữ chưa? Đừng có đánh lên. Kéo nè, kéo nè. Mày mất cái kéo lên này á. Mày nó trâu quá. Tôi ở chút không. Cho ra đếp nhà. Đếp nhà đi mấy cái bay. Ờ đứng ra, đứng ra, đứng ra. Trời này chơi. Con mẹ nó.
Đứng sao quá à. Ben đi hả? Mày đánh nhà bỏ tao Ben chứ hỏi. Má thằng chó đánh nhà bỏ năm Ben. Nó quýnh nó cắm rồi hả? Đậu má tính đánh ghê, cắm ghê. Còn tính đánh gia su thì nó bích gia su à. Ok được, anh dẹt, anh bạc à, đánh được nè. Ngon. Bạc đánh thấy bạn được rồi. Cái này mà gặp rồi tụi Bạch Kim ta. Thì ai biết. Bạch Kim 4 cái gì mà.